Kim Woo Bin và Shin Min Da sắp tuyên bố kết hôn, thời điểm đúng theo công thức của đôi Hyun Bin và Son Ji Gin. Tin đồn cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Da sắp về chung một nhà sau 7 năm yêu nhau đã khiến cư dân mạng nháo nhào. Đám cưới của Hyun Bin và Son Ji Gin là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm nay. Bên cạnh đó, dân tình cũng rất mong chờ những cặp đôi khác yêu nhau đã lâu sẽ kết hôn trong năm nay như Kim Woo Bin và Shin Min Da. Mới đây nhất, tờ Tenacia đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng khi đưa ra tin nóng hổi. Đó là rất có thể Kim Woo Bin và Shin Min Da sẽ trở thành cặp đôi thế kỷ mới sau Hyun Bin, Son Ji Gin. Tenacia cho biết rất có thể cặp đôi chị em hơn kém nhau 5 tuổi sẽ công bố kết hôn sau khi bộ phim Out Blue của họ lên sóng vào ngày 9 tháng 4 tới. Shin Min Da và Kim Woo Bin nên duyên qua một buổi chụp ảnh quảng cáo và công khai hẹn hò vào tháng 7 năm 2015. Ban đầu, chuyện tình của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng theo thời gian, hai ngôi sao đã chứng minh được tình cảm thực sự, trở thành cặp đôi được yêu thích. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!